chuyển nhượng vốn trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Các trường hợp xảy ra khi chuyển nhượng vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Trường hợp thứ nhất, nếu thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chuyển nhượng một phần phần vốn góp cho cá nhân, tổ chức khác thì lúc này công ty có hơn một chủ sở hữu, do vậy phải làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sang thành. Trường hợp thứ hai, nếu thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp cho cá nhân, tổ chức khác thì công ty phải tiến hành thay đổi chủ sở hữu. Thủ tục chuyển nhượng vốn trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Hồ sơ khi tiến hành thực hiện chuyển nhượng vốn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên gồm có: hồ sơ thay đổi thủ tục chuyển nhượng vốn góp bao gồm giấy thông báo, biên bản họp và quyết định của cuộc họp về việc thay đổi, hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp và có chữ ký đầy đủ của các bên, giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng công ty, biên bản thanh lý và hoàn thiện công việc chuyển nhượng. Hồ sơ được nộp đến phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch Đầu tư nơi công ty đã đăng ký kinh doanh. Trên đây là những thông tin về chuyển nhượng vốn trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Để được hỗ trợ tư vấn các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp, quý khách hàng hãy liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới mô tả nhé. Xin cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của bạn. We'll be right back.